Sau lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ là họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh 2 tháng 9 do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức. Tham dự buổi họp mặt có lãnh đạo quân khu 9 thành phố Cần Thơ và các nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, tỉnh Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ qua các nhiệm kỳ, các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang. Đọc diễn văn tại buổi họp mặt, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ khẳng định: "Đây là dịp để cùng nhau ôn lại và càng thêm tự hào về truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của các thế hệ cha anh. 78 năm đã trôi qua, nhưng không khí sục sôi cách mạng từ mùa thu năm ấy còn mãi khắc sâu trong trái tim của mỗi người dân. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, thành quả của cách mạng tháng 8 năm 1945, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển ngày càng văn minh giàu đẹp." Trong không khí long trọng trang nghiêm của buổi họp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đã trao tặng quy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho 3 đồng chí 55, 50 và 45 năm tuổi Đảng. Được biết, trong đợt 2 tháng 9 năm nay, Cần Thơ có 364 đảng viên được tặng quy hiệu Đảng.